Xin chào tất cả các bạn. Như lời đã hứa, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Mitsubishi, model là HVS65, một trong những model rất nổi tiếng của hãng Mitsubishi. Ở đây tôi có hai model rất đẹp, đó chính là HVS65 và mé dưới này chính là HVV36. Cái model HVV36 này tôi đã làm clip và up lên YouTube từ rất là lâu rồi, mời các bạn có thể đón xem. Hai model này được dân chơi audio trên toàn thế giới đánh giá rất cao. Hai đầu này là một dạng hàng high-end chất lượng cao, được thiết kế cực kỳ công phu. Đây chính là phiên bản hệ NTSC. Mỗi model này nó còn có một phiên bản hệ ban nữa. S65 này có phiên bản hệ ban, đó chính là HSU70. Và con HVV36 này có phiên bản hệ ban, đó chính là HSU80. Hai đầu này rất là nổi tiếng ở châu Âu, dạng hàng high-end. Cả hai đầu này đều là đầu S và HS và được thiết kế rất đẹp với hai cái hồi gỗ hai bên. Trở lại với con HVS65 này. Model này thiết kế một cái mặt nhôm màu nâu rất là đẹp nha quý vị. Chúng ta hiếm khi nào mà gặp một cái mặt nhôm màu nâu như thế này. Thường chúng ta gặp mặt nhựa màu đen, màu trắng hoặc là mặt nhôm màu đen mà thôi. Còn máy này được thiết kế một mặt nhôm màu nâu, nhìn rất là sang trọng và bắt mắt. Máy này được sản xuất vào năm 1987. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại lịch sử của VHS. Thì SVHS được ra đời vào năm 1987 bởi Victor. SVHS có kỹ thuật xử lý cao hơn VHS thông thường, nâng độ phân giải lên và giúp hình ảnh tốt hơn, sắc nét hơn. Thì SVHS ra đời vào năm 1987 bởi Victor và đầu SVHS đầu tiên đó chính là đầu Victor HRS7000. Con Mitsubishi HVS65 này được sản xuất vào năm 1987, cho nên có thể nói đây chính là một trong những model SVS đầu tiên của hãng Mitsubishi tự thiết kế. Một model cực kỳ chất lượng. Máy thiết kế rất đẹp với hai hồi gỗ bên hông, nhìn cực kỳ sang trọng. Thiết kế rất vuông vức. Và máy này thuộc dạng hàng Fantas. Fantas tôi đã đề cập ở clip trước rồi. Nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Mitsubishi. Máy này có một đặc tính nổi trội, đó chính là auto tracking kỹ thuật số và đầu từ xóa bay. Tức là đầu từ xóa bay này nó sẽ giúp cho chúng ta xóa hình riêng biệt, thực hiện chức năng là edit và chỉnh sửa hình ảnh. Máy này còn có một đặc tính rất nổi trội nữa, đó chính là hình ảnh ở chế độ tìm kiếm sẽ không có nhiễu. Đây chính là một kỹ thuật rất là nổi tiếng của Mitsubishi. Nó sử dụng kỹ thuật Dynamic Tracking. Kỹ thuật Dynamic Tracking này tôi đã đề cập ở trong clip giới thiệu về đầu National NV10000. Tức là vị trí của những mép từ được bắt trên rim sẽ thay đổi, giúp cho những mép từ này sẽ quét đúng những cái vạch ghi trên băng. Hình ảnh ở chế độ tìm kiếm hình ảnh sẽ không có nhiễu. Đây chính là dàn led VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Do máy này đời cũ cho nên là VU này sử dụng dạng đèn led và đặt rời nằm ở ngoài quắt chứ không nằm ở trong quắt như những máy khác. Đây chính là khu vực những phím vận hành băng cơ bản. Nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút ghi băng. Nút này dùng để hiển thị thông tin thời gian lên màn hình. Và đây chính là hai nút mình đã chọn kênh. Đây chính là đèn dùng để báo băng SVHS. Và đây chính là mắt dùng để nhận tín hiệu từ remote hồng ngoại. Khi chúng ta mở cửa bên nhỏ ra, trong đây có rất nhiều những nút dùng để thiết lập thông số của máy. Chẳng hạn như đây, đây chính là biến trở dùng để chỉnh hình ảnh mờ hoặc sắc nét. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking ở chế độ slow motion. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tracking. Và biến trở tracking này nó sẽ hoạt động ở hai mode. Chúng ta có thể chọn là auto tracking, chúng ta gạt qua trái, hoặc là tracking bằng tay, chúng ta gạt qua phải. Khi chúng ta gạt tracking qua phải này thì chúng ta mới điều chỉnh nút này được. Chúng ta mặc định là để sang auto nha. Đây chính là các jack cắm AV ngõ vào. Đây chính là jack cắm headphone. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Đây chính là ngõ vào S video. Chúng ta có thể chọn là S video hoặc là RCA thông thường. Đây chính là jack cắm dùng để cắm micro vào.
Do máy này có sử dụng đầu từ xóa bay, cho nên là sẽ có chức năng insert và edit, dùng để chèn âm thanh và hình ảnh riêng biệt với nhau. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh âm lượng ghi băng, có dạng biến trở dạng thanh gạt. Hai biến trở riêng biệt dùng để chỉnh âm lượng cho kênh trái và kênh phải. Đây chính là nút nhấn dùng để chọn chế độ âm thanh. Chúng ta có thể chọn là âm thanh mono, âm thanh hi-fi, hoặc là chúng ta có thể nghe riêng biệt kênh trái và kênh phải. Đây là hai nút dùng để thực hiện chức năng insert và edit. Đây chính là nút dùng để chọn mở vào. Đây chính là công tắc dùng để chọn băng S và VHS. Ở đây có công tắc dùng để chọn remote. Chúng ta có thể dùng remote để điều khiển hai VTR. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ edit. Đối với chế độ edit chúng ta sẽ cần có hai VTR, một dùng để cắt phim và một dùng để dán phim. Cho nên là sẽ có công tắc chọn remote này ha. Một remote sẽ điều khiển hai VTR. Đây chính là những cái nút dùng để thiết lập timer. Chúng ta ít khi nào dùng chức năng timer này. Máy này còn có một đặc tính nổi trội nữa, đó chính là VISS, tức là tự động tìm kiếm chương trình. Mỗi bài hát hoặc mỗi chương trình nó sẽ cách nhau bằng một cái khoảng lặng hoặc là những cái khoảng tối của video trong cái khoảng thời gian cho phép nào đó, và máy sẽ tự động tìm kiếm những cái khoảng đó. Nó tương đương với lại nút nest ở trong đĩa CD vậy. Chúng ta có thể là chọn từng bài riêng biệt với nhau. Đây chính là một trong những tính năng rất là nổi trội của VISS. Đây chính là phía sau của máy, khu vực những chất cắm AV, bao gồm là video in, video out, audio in và audio out. Những chất cắm audio này được mạ vàng, chứng tỏ là máy này rất quan tâm với chất lượng về audio. Ngoài ra nó còn có ngõ S video nữa. Đa phần những máy S VHS đều có ngõ S video. Đây chính là những cái jack dùng để cắm anten UHF và VHF. Đây chính là bên trong của máy, cực kỳ phức tạp. Đây chính là khu vực bộ nguồn, bao gồm một tăng phô rất to. Đây chính là mạch chỉnh lưu và ổn áp. Đây chính là khu vực mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. Đây chính là IC điều khiển hệ thống. IC này của Mitsubishi. Chúng ta thấy là nó có cái họ M ở đầu và có logo ngôi sao ba cánh. Còn IC này chính là IC sạc vô của Nacional. MN6747MN, một IC sạc vô rất thông dụng. Trên mạch sạc vô này tôi đã chỉnh định lại một vài thông số. Trong thời hạn cho phép của clip này tôi xin phép không đề cập đến. Phần mạch chính này sẽ có 3 tấm mạch. Tấm mạch ở trên này chính là mạch điều khiển hệ thống với sạc vô chúng ta vừa đề cập. Mạch ở giữa chính là mạch hi-fi audio. Và mạch ở dưới cùng chính là mạch video, bao gồm là tín hiệu chói và xử lý màu. Và phần video này khá phức tạp, thì tôi cũng đã chỉnh sửa một vài lỗi nhỏ trên cái mặt video đó, thì trong clip này trong thời gian có hạn thì tôi xin phép không đề cập đến. Đây chính là phần dàn cơ. Phần dàn cơ rất là hoành tráng. Đây chính là một trong những dàn cơ rất nổi tiếng của hãng Mitsubishi, chạy cực kỳ ổn định. Một dạng dàn cơ được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Dàn cơ thì tồn tại trong khoảng thời gian rất là lâu quý vị. Và có một điều đặc biệt là cấu trúc của dàn cơ này, sáp đã copy lại và thiết kế ra cái dạng của hàng sáp. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là cái khối lắc đinh này. Khối lắc đinh của Mitsubishi nằm ở trên.
Đây chính là pulley dùng để lắp đinh và đây chính là pulley dùng để kéo hoặc băng ra vào. Nó có một cái cây dẫn đến một con sâu và có một cái khớp nối ở đây. Và hàng Sáp đã copy cái kiểu cấu trúc như thế này. Tuy nhiên cái hàng Sáp làm cực kỳ kém. Chúng ta thấy là cái khớp nối của Mitsubishi làm rất là chắc chắn quý vị. Nó có rất nhiều khâu ở đây và có cả một cái lò xo dùng để bảo vệ nữa. Trong trường hợp là hai cái khớp này không ăn khớp với nhau, nó sẽ tự động bảo vệ. Như trường hợp như thế này đi, nó sẽ tự động bảo vệ. Còn cái pulley của máy Sáp làm cực kỳ kém. Tương tự như vậy, cái khu con sâu và cái cam của hộc băng này, hàng Sáp làm cực kỳ kém. Cái con sâu của hàng Sáp chuyên bị mòn, còn hàng của Mitsubishi chạy rất êm, rất bền. Đây chính là khu vực block locking, bao gồm một motor locking, một con sâu, một bánh răng có dạng cây dù và một cái cam nằm ở dưới. Và hàng Sáp cũng đã copy cái kiểu cấu trúc như thế này. Tuy nhiên hàng Sáp lại làm cái lốc bằng nhựa cực kỳ kém, rất dễ gãy, cũng như cái bánh răng dù của hàng Sáp chuyên môn bị gãy những cái răng. Còn đối với cái bánh răng dù của Mitsubishi này chạy cực kỳ bền quý vị. Đây chính là đầu tự AC. Và đầu tự AC này được đặt trên một cái tấm nhôm cực kỳ chắc chắn. Đây chính là pin roller. Điểm nhấn của máy này đó chính là cái sử dụng cái rum có sử dụng kỹ thuật dynamic tracking để điều khiển vị trí của hai mép từ dynamic. Nó sẽ dùng một cái tín hiệu như thế này đưa đến một cái chổi quét và hai cái vành khuyên. Hai cái tín hiệu này sẽ có tác dụng là thay đổi độ cao của hai mép từ, giúp cho hai mép từ này bám chặt vào những cái vạch xiên có trên băng, làm cho hình ảnh ở chế độ tua có hình sẽ ổn định hơn và không có nhiễu. Đa phần những máy Mitsubishi đời cao đều sử dụng phương pháp dynamic tracking này. Có thể kể đến đó chính là HV V1000. Thì mà con HV V1000 có một cái phiên bản hệ ban đó chính là HSU82. Rồi ngoài ra còn có những dòng cao hơn cũng sử dụng dynamic tracking, chẳng hạn như là HV V900, rồi HV V3000, HV V6000. Trên rum này sẽ có tổng cộng 10 mép từ, bao gồm là một cặp SB, một cặp NLP, một cặp dynamic tracking và một cặp mép từ dùng để xóa hình. Đây chính là càng hard locking dùng để đẩy băng lên, áp sát băng vào đầu CTL, có tác dụng là đọc xung kiểm trong chế độ tua băng, đọc thời gian thực. Đây chính là hai càng locking và đây chính là tay căng băng. Đây chính là hai reel cuốn băng. Đây chính là hệ thống XL, bao gồm một XL dùng để tua băng và một XL dùng để chế độ play. Đây chính là đầu xóa băng toàn bộ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mặt dưới của máy. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ rất là đẹp. Chúng ta thấy là Sáp nó cũng đã copy và làm là cái kiểu hoàn toàn giống như thế này. Đây nó Sáp nó cũng có hai cái bánh răng lót đinh, một cái bánh răng trung gian màu đen, một cái cam ở đây. Đấy, thì Sáp copy hoàn toàn cái mẫu này. Đây là motor cấp tăng nè. Đây chính là pulley chính. Tuy nhiên thì cái dàn cơ của Mitsubishi này chạy rất ổn định, bảo vệ băng rất tốt. Còn dàn cơ của máy Sáp khi mà gặp sự cố rồi thì băng sẽ bị rối và đứt do Sáp nó không bảo vệ băng tốt. Đây chính là motor cấp tăng. Và trên motor cấp tăng này có một IC lái và IC này được tản nhiệt rất tốt bằng một cái tấm tản nhiệt ở đây. Đây chính là cam của máy. Máy này chỉ sử dụng một cam mà thôi. Loại dàn cơ này có 3 biến thể. Thứ nhất là loại này thường gặp nhất, sử dụng cái cam có màu xanh. Một loại biến thể thứ hai ít gặp hơn, đó chính là sử dụng cam màu trắng. Và một cái loại nữa đó chính là sử dụng cam màu vàng. Cam màu vàng chỉ sử dụng duy nhất ở máy HV V36. Mỗi loại cam nó sẽ có những cái rãnh xoắn khác nhau. Đây chính là công tắc cam. Đây chính là phía dưới của rum. Khi mới mua về, rum máy này bị kẹt cứng, không thể xoay được và tôi cũng đã sửa nó rồi. Chi tiết sửa như thế nào tôi xin phép không đề cập đến. Đây chính là hai bánh răng của hai càng lốc đinh. Đây chính là cái bánh răng trung gian dùng để đẩy hai càng lốc đinh này lên. Và bánh răng này được dẫn động một cái càng như thế này. Càng này do cam điều khiển.
Và cái bánh năng hình quạt này có tác dụng là thu cái càng tay căng băng lại ở chế độ unlocking. Bây giờ chúng ta sẽ xem những cơ hoạt động như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cho băng vào. Khi cho băng vào, máy sẽ tự động locking. Đây chính là loại dàn cơ thuộc dạng chế độ là full locking, tức là khi chúng ta cho băng vào, băng sẽ dàn lên rum ngay và rum sẽ tắt. Đây chính là chế độ stop. Khi bấm play, rum sẽ xoay và trục cáp xăng sẽ kéo băng. Cho nên nó sẽ giảm được cái thời gian locking đối với những máy đời cũ. Khi mà chúng ta bấm play, hai càng mới đưa lên thì nó sẽ tốn vài giây sau đó hình ảnh mới xuất hiện. Còn đối với cái máy này, khi cho băng vào, nó sẽ tự động locking lên và chờ sẵn. Chúng ta bấm play thì băng sẽ chạy ngay và hình ảnh sẽ xuất hiện trên màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút play. Đấy, khi bấm nút play thì cáp xăng sẽ quay kéo băng. Đây chính là tua nhanh có hình. Dàn cơ chạy rất là êm quý vị. Tôi bấm nút play trở lại. Đây chính là tua ngược có hình. Bấm nút play trở lại. Đây chính là nút tạm dừng. Still. Bây giờ là stop. Ở chế độ stop này nó vẫn locking, tức là băng vẫn dàn ở room. Bây giờ tôi sẽ bấm nút tua băng nhanh. Lúc này máy sẽ unlocking. Thì là stop. Mặc định ở chế độ stop luôn là full locking. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút tua ngược. Stop. Và bây giờ là exit. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau demo máy. Giờ tôi bật nguồn và cho một cuốn băng vào. Máy sẽ tự động play. Hình ảnh rất là tốt quý vị. Chúng ta có thể xem mức tracking bằng cách kẹt công tắc này vào bên phải. Máy sẽ hiển thị mức tracking. Chúng ta thấy là mức tracking lên rất là cao, chứng tỏ từ máy này còn rất mới. Giờ chúng ta sẽ gạt vào vị trí này để hiển thị mức âm lượng trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test chức năng tua có hình. Đây chính là tua tiếng. Hình ảnh cái mod này rất là ổn định, do máy này sử dụng cái kỹ thuật dynamic tracking cho nên là hình ảnh tua này chúng ta thấy là không có nhiễu. Bấm nút play trở lại nè. Đây chính là tua ngược có hình. Bấm nút play trở lại. Và đây chính là nút tạm dừng. Nút tạm dừng thì hình hoàn toàn đứng yên. Hình ảnh rất là tốt quý vị. Chức năng dynamic tracking.
Đây chính là một trong những dàn cơ của Mitsubishi mà tôi rất thích. Dàn cơ chạy êm, rất bền. Khi gặp sự cố thì nó bảo vệ băng, giúp cho băng không bị rối và đứt. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một đầu video rất là chất lượng, đó chính là đầu Mitsubishi, model HVS65. Một model rất là nổi tiếng của Mitsubishi. Đầu dưới này chính là đầu Mitsubishi HVV36 mà tôi đã giới thiệu với các bạn trên YouTube từ rất là lâu rồi. Thì ở bên Nhật này tôi cũng có mua một con. Thì có thể là nếu như mà có thời gian rảnh thì tôi cũng sẽ demo cho các bạn xem con này. Nhưng mà khi nào rảnh thì tôi mới làm. Tại vì hiện nay công việc khá là bận rộn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.